Người nghe thức tỉnh dậy thời, người đem pháp ba thi phước đồng như nhau. Trần gian khổ lắm con ơi, thế tục dầm chan đã tận rồi, di phước thiện duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám thức hưởng lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mái tạo đưa gần cạnh qua khôi, dục thúc nhân hiền qua cửa mộng, đưa người thức tỉnh để thiền trôi. Ngày nay mùng một tháng mười này, lời mẹ hứa dạy thời với con. Ngày nay bốn phận làm tròn, mẹ đem bản ngọc lầu son mẹ đề. Ngày sau cửa thanh giữa kề, đổ cho ba tâm trở về đường tu. Đời còn nhiều kẻ mê mù, không lo tu niệm thiên thu hướng nhờ. Cuộc đời như thế cuộc cờ, ráng lo tu niệm kịp giờ qua sông. Người tu phải ráng bền lòng, dầu cho cực nhọc bền tâm tu hành. Cần trao một tấm lòng thành, tòa sen chính phẩm để anh chờ con. Dầu cho tâm trí hao mòn, mẹ đây tựa cửa lầu son mẹ chờ. Chờ cho bá tánh hết khờ, đem thuyền bát nhã bên bờ ngồi trong. Chờ cho con trẻ một lòng, đưa qua bỉ ngạn thẳng sông thiên đàng. Mẹ thương ba tánh lụy tràn, đêm khuya than thở trần gian có tường. Trần coi tu niệm là thường, làm sao trở lại Tây Phương cho gần. Mãi lo tranh chữ phú bần, chẳng lo kiếm chỗ đục thân sau này. Hiền lành chừng đó xúm dày, mẹ con xúm hiệp hội này chờ mong. Đời này như nước cạn dòng, ráng lo tu niệm mẹ trong đêm ngày. Kêu con sao cứ ngủ hoài, chẳng lo tu niệm ngày mai lên đàn. Nhìn con mẹ đổ lụy tràn, lo cho con trẻ trần gian lụy phiền. Ra tay mẹ nắm
độ cho ba tánh vừa kề tiên ban. Chữ tô chơi có phủ vàng làm tròn bổn phận thiên đàng mới lên. Bớ con phải ráng chí bền có căn mới được giữa nền Phật tiên. Tu tâm phải ráng cần chuyên nghe lời mẹ dạy cầm tiên hầu gần. Mẹ thương cho trẻ cõi trần, lòng còn ngu muội lập thân không tròn. Mẹ khuyên lời nói đã mòn, con người không nghĩ lòng son mẹ rầu. Thế gian nhiều kẻ cơ cầu, nghe kinh rồi lại giả hầu cười chê. Mẹ đây lòng luôn thảm thế, thương cho con trẻ lòng mê lỡ kỳ. Khuyên con tập tánh nhu mì, rửa lòng cho sạch con đi tu trường. Chuyện tu đâu phải tầm thường, làm rành mới được Tây Phương vừa kề. Làm xong mẹ rước con về trần gian khổ lắm, con mê chi hoài. Về trên ở cạnh chương đài, đêm thì học đạo ngày rài ngâm thơ. Tu mau cho gấp kịp giờ, ngồi trên tiên cảnh mẹ chờ thành công. Chờ con rước lại tiên bồng, mẹ khuyên con trẻ con không tin lòng. Gần đây cuộc thế nào nồng, chừng con tỉnh trí khó trong kiếm mà. Mẹ nay đi đổ mọi nhà, đổ cho con trẻ tinh mà tu tâm. Thấy con lì nhỏ tuôn dầm miệng, thì thiện niệm mà tâm không lành. Người tu tâm tánh cho rành, rồi đây mẹ độ cõi thanh được về. Con ơi ráng giữ mọi bề, sao mẹ độ trẻ trở về thiên thai. Khuyên ai sao cứ ngủ hoài, đường tiên cõi Phật dậy mau lên đàn. Mẹ đâu có giả phụ phàng, kẻ ngu người trí độ sanh hội này. Độ mau chớ có trễ chạy, ai khôn trở lại đài mây đằng gần. Ngu thời
đời kẻ sợ người tần, rủ nhau hội họp lập thân cho tròn. Mẹ đây sang cạnh lầu son, đem thuyền bát nhã rước con đem về. Cuộc đời nay khổ nhiều bề, ham chi mà lại bỏ bê đạo lầm. Rèn tâm giữ tâm lòng thành, mới mong trở lại cõi thanh là nhà. Sen kia đã nở một tòa, con tròn đạo đức con mà bước lên. Cầu cho con trẻ giữ bền, ngày sau con đặng giữa nền tiên ban. Thương con lụy đổ đôi hàng, thấy con trần thế gian nan muôn phần. Ra kinh mẹ dạy mấy lần, sao không thức tỉnh lập thân kịp kỳ. Long qua đại hội vậy thì không lo dự hội còn thi hội nào. Thấy trần đổ giọt máu đào, nhìn xem mẹ lại khổ đau muôn phần. Mẹ khuyên con ráng ân cần, mau mau kiếp kiếp lập thân hội này. Mẹ khuyên con ráng ân cần, mau mau kiếp kiếp lật thân hội này. Tuần hoàng thiên địa đổi xây, thám thương trần hạ lòng đầy âu sầu. Thế gian nhiều kẻ chưa rầu, nghe kinh rồi lại bụi đầu chê bai. Ngày nào về cẩm thiên thai, con nghe mẹ gọi ngày mai con về. Cầm tiên báo ngọc mê hề, mặt tình con hưởng phú phê tội lòng. Ham chi cái cầm não lòng, đời cùng có giặc thông giống đằng nào. Trời xuôi con khổ mẹ đau, dưới trần máu đổ bàn đào lý tuôn. Mở ra mối đạo đau lòng, chỉ đường cho trẻ Tây phương trở về. Con ơi tiên cảm là quê, cõi trần là chỗ thảm thế lụy mình. Mẹ thương mẹ nói tận tình, kêu con cho khỏi một hình ngày mai. Con chưa thấy cảnh thiên tai, ráng tu cho trọn ngày mai hưởng liền. Con ơi tỉnh thất lã tiền, quỳnh dũng thanh lịch.
mẹ lai thiền đưa con. Mẹ ngồi trên chốn lầu son, mẹ chờ thánh lễ đứa con rước liền. Con ơi cuộc thế nào phiền ham chi, chẳng chịu cõi tiên quay về. Rồi đây cảnh khổ hậu kề, ráng tu cho kịp trở về mẹ trong. Trở về cảnh cổ thông dông, ở chi trần thế long đông muôn phần. Mẹ thương mẹ mới ân cần, lo cho con trẻ lập thân kịp kỳ. Long qua mở hội tràng thi, khuyên con ráng chí mà thi hội này. Ráng tu chớ có trễ chạy, nghe lời mẹ dạy đài mấy đằng gần. Chẳng lo kẻ sợ người tần, lo xong thì đặng vừa gần Phật tiên. Mau chân để bước lên thuyền, chậm chân thì trễ chuyến thiền kỳ ba. Ráng tu ở lại quê nhà tiên cảnh đây là trầm luân. Khuyên con lì nhỏ rưng rưng, sao con chẳng ráng đưa chân cho rồi. Cuộc đời khổ lắm con ơi, mẹ khuyên chẳng đặng lòng thôi thảm phiền. Giao cho con trẻ chiếc thiền độ, con cho đặng giữa miền tiên bang. Ham chi cái cảnh trần gian, trở về tiên cảnh an nhàn tấm thân. Đừng mê ở chốn trượt trần, ráng làm cho trọn lập thân hội này. Mau mau chớ có trễ chạy, ngồi trên đài ngọc lòng đây mẹ chờ. Chờ cho con gấp kịp giờ, con thuyền bát nhã bên bờ ngồi trông. Trông cho con trẻ tu xong, rồi đây mẹ mới trong lòng mừng vui. Độ con khỏi cảnh đi ngầm ngồi, con mau trở lại chung vui mẹ mừng. Mình duyên lành một chiếc thiền, độ cho ba tánh khỏi miệng trần ai. Ai khôn trở lại chương đài, ai ngu ở lại trần ai ly mình. Mẹ đây trở lại thiên đình, mừng cho thanh lệ trọn tình công phu.
lan mọc lẫn cỏ qua hường, chẳng để mũi gần chẳng biết hương. Hiền ngõ rủi xanh đời bạo ngược, dầu cho thánh đức cũng xa thường. Mẹ mở đạo tiên, mẹ chỉ rằng kỳ ba khuyên trẻ bước cho nhanh, kẻo trễ chuyến đò kỳ mạt pháp. Ngàn năm còn khó gặp đạo lành, rèm tâm gắn chặt lời mẹ dạy, sửa chí từ bi nhẹn mới thành. Tận thế cùng đời khai đại đạo, thượng quân nhung tốt trở về cành. Ôi đời mạt pháp, con đừng dùng thằng, con lo bước căng để lên thuyền. Con ơi kỳ này con thiệt thổ duyên, con gặp cảnh tiên hạ trần, thấy con có đứa ân cần chữ tu. Có con cùng dạ mê mù, làm sao trở lại thiên phu mẹ hiền. Mạng lo trọng tước cao quyền, đem thân trần thế giao miền trầm lưng. Con quên lòng mẹ bưng khuân, vì con mà mẹ lì rứng đôi hàng. Nằm trên tiên cảnh mơ màng, trực nhìn con trẻ sống sáng nơi lòng. Thấy con trần thế lòng đông, mẹ khuyên con ráng chí công tu hành. Đời còn con chớ tranh giành, ráng giành hai chữ đạo lành mẹ vui. Làm xong cho khỏi ngậm ngồi, làm sao mẹ khỏi sụt sùi vì con. Thương con mối đạo con còn, làm sống bản ngọc lầu xóm danh đề. Đem con cửa thánh giữa kề, cho con thoát khỏi sống mê hội này. Chữ tu gắn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mấy mẹ chờ. Chữ tu gắn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mấy mẹ chờ. Chữ tu còn đứa mê mờ, mẹ thương mẹ dạy làm ngơ nổi gì. Vì ai mà mẹ khổ lì, vì con mẹ mới sầu bi nỗi lòng. Con đặng thiêu rắn vẽ rồng,
làm cho con thảo phập phòng chữ tu. Nhìn con lý đổ lu bù, con đành đem dẹp chữ tu mẹ rài. Nghe lời tà mỹ mỉa mai, mau mau trở lại bồng lái cho gần. Kỳ ba độ hết cõi trần, ai khôn thì khá lập thân kịp kỳ. Sao con mê ngủ dậy thầy, kỳ thi đại hội không đi tụ trường. Chữ tu cho nó là thường, làm sao trở lại Tây Phương kịp giờ. Làm xong quỷ kéo ma trì, mẹ cho nó thử con thì làm sao. Thử cho già trẻ hé sao, thử xong mẹ lựa vàng tháo cho rành. Vàng kia mẹ lại để dành ngày, cùng đặng có cõi thanh đem về. Trần gian mặc sức nhúng trề, rồi con than thở giữa kề mẹ nghe. Nực cười miệng thế chẳng nghe, không tu còn lại chê dè đạo cao. Đến ngày thấy giọt máu đào, chừng đó thì mới chịu ngao ngán lòng. Bây giờ giả lại phập phòng, nghĩ mẹ tà mỹ trong lòng chẳng tin. Thương con mẹ mới thiệt tình, vì yêu con dạy bạch minh chỉ rành. Mẹ không phụ trẻ cho anh kỳ tám, mẹ mở đạo lành cho con. Khuyên con tâm trí hao mòn nhiều, con sao lại lạc lòng chẳng tin. Kỳ ba mẹ lửa hữu tình, dặn con ráng nhớ công trình mẹ khuyên. Một là con kiến thiền mộ đạo, hai con tuân lời tam giáo dạy rằng, ba con ráng giữ lòng thành, bốn khuyên con trẻ nhọc nhằn ráng tu, năm con cố gắng chí tu, sáu lo tu niệm ngao du ích gì. Bảy con giữ dạ từ bi, tám con theo mẹ học thì đạo tiên. Chính khuyên con nhớ tình thiện, mười khuyên con phải vẹn tuyền chữ tu. Đường xa con thấy quá mù, cho nên ngao ngán chữ tu trên đời. Mẹ đây kêu đuối
đời làm chi. Thương con mẹ nói vậy thì lòng đây mẹ đã từ bi hải hà. Muốn sao ý trẻ giao hòa đồng chung một máu vậy thì mới yên. Hoàng khai mối đạo khắp miền vì thương con trẻ đạo tiếng giáng trần. Kỳ tam còn có một lần làm ơn tịnh trí lập thân mẹ mừng. Mẹ kêu đuốc huệ chỉ chừng đặng cho con trẻ bước chân nhẹ nhàng. Khuyên con phải ráng sửa sang giả con ở lại thiên đàng mẹ lui. Lửa đèo lửa thế độ nhân sanh khó dễ mẹ cho hiểu ngọn ngành. Ám muội thì nhiều mưu tri ít đường tiên chẳng bước đỏ con đành. Chiêu cung hạ bút ký thư đề trì tâm nhớ trẻ hé màn quê. Kim khai đại hội ngồi trong trẻ mẫu nhắn con sao không thấy về. Mở giọng khuyên con lòng tan nát đạo lầm con gắn bỏ đường mê. Năm canh tỉnh giấc nhìn đời mộng nhâm dần mẹ xuống thảm cùng thế. Nhâm dần lê dân lận đận khai đạo ra chỉ dần con đường. Khuyên con để bước cho nhanh đua nhau đặng có tranh giành đường tu. Cuộc đời như bóng phù vô sớm còn tôi mất công phu lỡ làng. Trong con để bước lên thoàn mẫu gai cành quê đưa sang qua bờ. Thấy con phận gái còn thờ con ơi nên nhớ mẹ chờ nghe con. Đường tu gắn chí cho tròn con nên nhớ mẹ lầu son mỏi mòn. Kỳ tam con chớ hững hờ ngày nay gặp mẹ kịp giờ cho tu. Con ơi chớ có ngao du con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng mơ trăm năm cuộc thế như cờ bị dây. Kỳ tam đại mây mở rộng để tìm con khỏi động thân vàng.
tòa sen chớm nở đôi đàn, chờ con trở lại tiên bang mẹ chờ. Đường tu gặp cảnh đắng đo, con nên gắn chi tầm cho tận đàn. Làm xong mẹ rước lên thoàng, con nên nhớ mẹ lâu vàng đời trong. Làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay gặp đạo chí thành, bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam. Con ơi cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm xong hoàng mẫu khỏi rầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Cuộc đời lắm nỗi thon gión, ráng tu cho đặng lo tròn long văn. Kỳ tam con phải siêng năng, làm xong dự hội long văn màu hoàng. Ráng siêng để bước lên thoàn, kỳ tám con trễ coi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc luôn trong con hiền. Kỳ tam đời trẻ cây thiền, tiên cánh lầu xóm mẹ đợi. Chốn bụi hằn con nghĩ ngợi mà chi, con nên nghĩ đến từ bi. Nhớ lời mẹ đã một khi than dài, mẹ ngồi trên chốn chương đài. Nhìn con mẹ mãi miết mài trầm luân, nhớ con mà mẹ lụy rưng. Và con ở lại chính tầng mẹ lui. Kỳ tám xuống tay cứu phàm gian, bạch ngọc quỳnh kim cũng chẳng màng. Chiều lì đôi phen đêm thoát tục, nghĩ không đổ qua lì phải cười khám. Đôi lời mẹ gọi thiện tính con, nhất dạ bền tâm giữ đạo tròn. Một kiếp phù sinh là giả tạm, siêu phàm nhập thánh chốn cung son. Thị đời bóng xế còn chi đấy, ước đặng cõi nhàn khỏi thon dông. Trẻ ráng thương dùm lời mẹ dạy, con ơi con hỡi bớ là con. Ôi mẹ nát ruột vì thương con dạy,
khuyên con nhẫn nại cho rồi, vì đời lọc lửa trao dồi tiện tâm. Nhớ con đổ lỵ tuôn dầm diêu cung vắng bóng âm thầm buồn than. Nhắc đến dầm trang lễ ưa nhớ con rồi, mẹ chàng chứa lễ sầu dìu con quay gót quay đầu. Đời con cho khỏi thảm sầu kỳ ban. Nhớ ngày lì đổ trang hòa con ơi, con hỏi sao mà dội quên. Mẹ già mỗi đời kề bên, mẹ chờ tỉnh ngộ rước lên linh toàn. Con ơi tiên cảnh lạ nhà, con đành để mẹ kỳ ba trong chờ. Thương con lớn dạy nhỏ khờ, mẹ không đành giả lặng lơ phụ phàng. Con ơi tiên cảnh lạ nhàn, mẹ ngồi mẹ rước lên thoảng bơ con. Đêm nằm đổ lỵ cung son, mẹ thương lập hỏi rồi con trễ kỳ. Long qua mẹ mở trường thi, con nào hổ chi dự thi hỏi này. Nhớ con thao thức đài mây, muốn sao con dạy lầu tay con về. Sao con chưa ngán cuộc đời, con đành để mẹ phương trời đợi trông. Con ơi nam nữ đành lòng đoạn tình, để mẹ ngày trong đêm chờ. Đường tu con chớ bơ thờ, đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con. Muốn gần mẹ chiều thế tột, muôn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng tinh tinh, trong con mãn nguyện ngọc kính đem về. Cung vàng cảnh quê nhàn hà, con sống chi đời quân hạ mà ngam. Khổ đau sầu cũng phải cam, vui chi đó mà con ham bơ trẻ. Diêu điện kỳ tam hạt xe, tỳ bà kim nhảy nhẹ khuyên đời. Thương con mẹ mới cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biến thiên. Thi hội mẹ đã lựa tuyển, lựa con hiền dẫn về kiển tiên đài. Nhớ con lễ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoằng khai mối đạo. Lựa đặng trai hiền gái thảo, sao con đành tâm phủi đạo mẹ hiền. Nhớ con lì mẹ bình nghiêng, thương con trên chốn màn tiếng
đau lòng. Nhớ là nhớ cảnh lòng đông, thương là thương trẻ khó mong quay về, cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên điếm nhau con về. Mẹ vui nhìn con và mẹ ngậm ngồi đành đem dốc ngọc chôn vùi biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời lửa xong rồi, mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đành để mẹ mẹ ngồi đợi ai thương. Ngày con gặp đắng cay, muốn con thoát khỏi trần ai cho rồi. Con ơi con hỡi con hời, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào dự hội đông phương, sáng đi mẹ rước đài chương con vào. Trầm hương phượng phất ngạt ngào, con vào mẹ thưởng hồng đào cho con. Quá thương mẹ mới chiều loàn, lo cho con trẻ lầu son thanh nhàn. Cực lòng mẹ chẳng buồn than, miễn con mẹ đặng lên thoàn mà thôi. Ngày đêm con ráng trao dồi chữ tu của mẹ là ngôi thiên đàng. Thương con đổ lụy đôi hàng, cho nên mẹ mở kim thoàn kỳ ba. Diêu cung lì đổ trang hòa, con ơi nhớ mẹ vậy mà không con. Nhớ rằng mẹ khóc đài son, nhớ ngày lập hội xa con dài khờ. Tu hành con mãi u ơ, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gắn công, con đành để mẹ lụy hồng đổ tu. Ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn tuồn mẫn mê. Buồn là thấy cảnh thảm thế, ráng tu mẹ rước con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, dạ con ở lại lầu son mẹ về. Tâm chí thành lòng con đã kính, nguyện đem lời vàng của mẹ để muôn nơi linh tử nghe cùng. Hiểu được lời mẹ dạy, gắn công tu niệm màn quê cảnh cũ, quay về Đài Liên. Miễu ngũ hành Tây A thành phố Bình Trưng Tây ở xứ quận Hai. Rằng nay con mẹ tâm thành hùng chung ân tâm bộ kinh màu hoàng, khuyên đời tu niệm trần hoàng ngàn. Để cho ba tâm xa gần cùng nghe, duyên lành hỏi đủ dây thời, minh duyên quê nhân ghi lời chân kinh. Phước đầy quả mang duyên thành, xin để hồi hướng xa gần ứng chung.
Nguyễn thị tài tuổi thời 68, người tâm thành hiệp với cháu con. Tâm thành dân mẹ hôm nay, chứng lòng cho trẻ trần ai thỉnh cầu. Nguyễn thị Lan hoàng dẫn con mẹ, người họ Hầu tuổi chẳng 52. Bùi Anh Kiệt tuổi 45, Lê thị Trúc hộ hoàng nghĩa, Nguyễn thị Kim Duyên, Nguyễn Văn Kiên tâm thành khẩn đau. Ân tông kinh này cầu phước ba gia, cố chi lại với dì ba, tâm thành mà chi viết ghi ra lời vàng. Hỡi trong linh tử cõi trần, nghe lời kinh kệ phát tâm tu hiền. Thời kỳ mạt pháp đừng gì chớ, tiền danh lại buộc ràng tâm thân. Nghe lời khuyên đặng ân cần, cầu trên lĩnh mẹ chương tòa chứng tri, cầu phước đức hữu di cho trẻ, cầu gia đàn hạnh phúc an vui, cầu cho sức khỏe tâm thành, cầu cho vạn ý như lời hôm nay. Những người Phật tử tâm thành, cầu xin mẹ chứng con thời ngày nay. Khuyên đời tu niệm dạy thời, đồng chung ba tánh cùng nhau luôn.